Hoa hậu Thái Lan về nước, chục nghìn người ra đón, được Thủ tướng mời gặp riêng, Bùi Quỳnh Hoa thì mất tích, Giám đốc Quốc gia Mexico tố bà chủ Miss Universe ham tiền. Tối qua Á hậu Miss Universe 2023, Antonia Pozzi vừa làm khuynh đảo truyền thông vì màn hôm, ca minh siêu chấn động với sự tham gia của hơn chục nghìn người điều đáng chú ý là có hàng nghìn khán giả tập vây kín sân bay đồng loạt hô tên antonia hàng chục thậm chí hàng trăm đơn vị báo chí lớn nhỏ chờ đợi sẵn để tác nghiệp trên kênh truyền hình của thái lan cũng có buổi phát sóng trực tiếp màn hôm cam minh của antonia nhìn sang đại diện việt nam bùi quỳnh hoa cô nàng như mất hút khỏi truyền thông khi về sân bay không thấy ai ra đón cũng chẳng có một bài truyền thông nào cô nàng chỉ nhắn tin trong group fc rằng mình đã về việt nam an toàn sau đó các group fc của bùi quỳnh hoa liên tục đóng cửa không rõ nguyên do có lẽ vì màn trình diễn của cô tại Miss Universe không hề thỏa mãn kỳ vọng của fan hâm mộ nên mới có cớ sự như vậy. Nhìn lại phía đại diện Thái Lan, cô nàng xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống của Thái Lan đầu đội vương miện, vẻ ngoài xinh đẹp và quyền lực như một nữ hoàng thực thụ. Tổ chức Miss Universe Thái Lan đã chuẩn bị cho cô một chiếc xe ô tô hạng sang hệt như xe của hai Miss Universe người Thái Lan từng dùng khi trở về nước. Hàng loạt các ngôi sao hàng đầu của showbiz Thái như siêu mẫu Lu Kẹt cũng trực tiếp ra sân bay để chào đón nàng hậu trở về nước. Về phía chính phủ cũng ưu ái nàng hậu không kém khi gửi lời mời cô nàng đến dự văn phòng thủ tướng Thái Lan để vinh danh thành tựu của cô đã làm dạng danh nước nhà tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh. Được biết, khoảng hơn 30 trở lại đây Thái Lan chưa hề có một hoa hậu nào đặt chân vào top 3 Miss Universe kể từ năm 1988. Thành tích cao nhất của Thái Lan chính là hai top 5 và một top 6. Việc Antonia Posi tiến thẳng vào top 2 Miss Universe chính là một thành tựu vô tiền khoán hậu thế nên những đãi ngộ tuyệt vời trên cho cô là vô cùng xứng đáng. Không chỉ một trời Thái Lan khuynh đảo mà ở Mexico drama cũng nổi lên dữ dội. Bà Lupita giám đốc quốc gia Miss Universe Mexico của Lies chim tố bà chủ Miss Universe có hàng loạt bê bối mà bà mới phanh phui ra được. Đầu tiên bà tố bà chủ Miss Universe là một người ham tiền và ở thời điểm hiện tại thì bà Hello Universe đang rất cần tiền. Bất cứ đơn vị nào trả tiền nhiều hơn thì bà này sẽ đưa bản quyền quốc gia Miss Universe cho người đó. Và bà thừa nhận mình không có đủ số tiền mà đã đưa ra để để tiếp tục giữ bản quyền Miss Universe Mexico. Bà thừa nhận bản thân không nhận được bất kỳ một thông báo nào về việc kết thúc bản quyền. Đến khi đến Anne dự Miss Universe thì bà mới bất ngờ biết được. Bà còn tố tổ chức Miss Universe phân biệt đối xử với Miss Universe Mexico. Hoa hậu Mexico đã nói với bà về việc này ngay từ khi đặt chân đến Anne Hoa hậu Mexico cho biết bản thân mình bị đối xử bất công, từ việc đội ngũ mất up hay đội ngũ hỗ trợ đều đối xử với cô tệ hơn so với các đại diện khác. Có lẽ chính là vì giám đốc quốc gia của cô đã bị mất bản quyền nên cô mới bị đối xử kém công bằng như vậy. Bà Lupita thẳng thắn cho rằng, trước đó bà không dám nói thẳng sợ ảnh hưởng đến hoa hậu mexico như giờ đã mất bản quyền rồi nên bà sẽ chơi tới cùng sau màn vạch mặt của bà giám đốc quốc gia mexico nhiều người nhận ra việc mất bản quyền trước đây của hàng loạt các tổ chức từng có mối quan hệ rất tốt và làm việc lâu năm với miss universe như puteri indonesia và miss universe việt nam đều đột nhiên mất bản quyền rõ ràng có quá nhiều ẩn khuất đằng sau đó cộng với việc bà chủ miss universe vừa tuyên bố phá sản thì việc bà này đang cần tiền là thật bà việc bà này lấy lại bản quyền một cách bất chấp để lấy tiền cũng chính là sự thật Đúng là từ khi Miss Universe đổi chủ đã có quá nhiều ẩn khuất cần được xem xét lại.